Vâng, thì ngày hôm nay thì em Trung lại tiếp tục lên sóng cho cô chú anh chị một mẫu xe Toyota Land Cruiser của anh chị nhỉ. Thì phải nói là nếu anh chị mà xài cái dòng này thì đã biết, đã hiểu và tất cả cái thì phải nói là từ an toàn với lại độ đầm, độ chắc của em nó thì phải nói là miễn bàn rồi. Đây thì phải nói là riêng cái dòng này chứ phải nói là thật sự là một mẫu xe chủ tịch của anh chị nhỉ. Chỉ có tỉnh thì mới có gọi là một cấp mới được có đi cái xe này đúng không chị. Nhưng mà phải nói là thật sự là giá phải nó siêu hấp dẫn, siêu rẻ cho cô chú anh chị. Đây, lướt sơ cùng theo chân em Trung một vòng cho cô chú anh chị luôn. Toyota Land Cruiser của anh chị nhá. Đây là anh chị đang thấy phải nói là thật sự là quá đẹp của anh chị nhá. Đây, đây dạo một vòng được bên ngoài thì anh chị vô tận phần nội thất cho cô chú anh chị luôn. Đây, dàn vỏ của em nó này, dàn vỏ thì cũng còn khá là đẹp luôn. Cái dòng này chạy thì phải nói là rất đầm, rất chắc quyền luôn của chị nhá. Đây, nội thất của em nó đây của chị này. Anh chị nhìn từng cái táp bê, từ những tem mạc vẫn đang còn toàn bộ là zin. Đó, bộ ghế cũng rất yêu luôn của anh chị này. Và tất cả cái dòng này thì anh phải nói là rất mạnh của anh chị nhá. Đây, anh chị nhìn từng cái táp bê này, phải nói rất đẹp luôn à. Keo chỉ, từ những tem mạc. Thì cái xe này bản thân của em nó là ngày trước là xe cơ quan ra của anh chị. Nhưng bây giờ thì em nó là coi như là đã ra tư nhân rồi quý anh chị nhá. Nên là ngày xưa thì bản thân của em nó thì mẫu này, cái dòng này thì chỉ có chủ tịch tỉnh đi thôi, chứ bây giờ cấp huyện là hầu không có đâu quý anh chị nhá. Đấy, anh chị ta nhìn nội thất của em nó rất phê, bộ ghế rất đẹp quý anh chị nhá. Và đặc biệt quý anh chị này, em nó là hai cầu, và thêm nữa đằng trong đây em nó có tủ lạnh luôn quý anh chị này. Này, đằng trong này có tủ lạnh đang xài, đang hoạt động quý anh chị nhá. Tất cả mọi chức năng đang xài, đang hoạt động cho cô chú anh chị được cái dòng này à, rất yêu luôn. Đẹp, có quý anh chị nhá. Ngày hôm nay thì em Trung sẽ quay tổng thể cho cô chú anh chị một mẫu xe Land Cruiser quý anh chị nhá. Cái dòng này mà để mà thật sự là anh chị mà đi off-road á, đồi núi thì phải nó là nhất y bài luôn. Đây quý anh chị. Cái vỏ trước của em nó thì vỏ sau thì cặp vỏ mới rồi. Vỏ trước của em nó thì anh chị đang thấy còn được 50% thôi. Đấy. Từ những cái xe này thì đăng kiểm em nó còn tới tháng 1 năm 2024 quý anh chị nhá. Đây, nó là thực sự là được cái từ những cái cụm đèn à, rất mới luôn. Từ đèn cả quý anh chị. Giờ luôn cái capo luôn coi thuận này. Đây quý anh chị này. Cụm đèn cả này. À, từ những cái mặt lạ ga lăng này anh chị thấy không? Từ những cái gọi là cái thương hiệu Toyota, nói chung là nếu mà để nói tới lăng thì quá là đẳng cấp rồi. Nhưng cái xe này thì phải nói là thật sự là tiếp tục quý anh chị, em Trung sẽ quay chi tiết đây quý anh chị. Thì cái xe này anh chị đừng hỏi em Trung là có lỗi lầm gì không. Đây quý anh chị nhá. Xe này thì anh chị đang thấy dàn gầm của em nó thì mới được làm mới tại hãng luôn quý anh chị nhá. Từ cao su, zotin, tất cả một cái rồi. Rất yêu luôn. Đấy. Chẳng hạn như là anh chị gài cầu đây quý anh chị này. Đằng dưới này nó có cái gài cầu, lóc cầu vô đây khi lên anh chị lên trên này. Đó. Vô cần kia là anh chị chạy rồi, tầng nhanh tầng chậm, và phải nói là thật sự là cái máy, cỗ máy của em nó anh chị không cần suy nghĩ, từ những cái tabi, từ những cái keo chỉ, và thật sự là giá rất yêu thương của cô chú anh chị luôn. Đây quý anh chị, từ những cái tem mạc, xe này rất đẹp quý anh chị nha. Đây là anh chị không cần phải hỏi em Trung là có lỗi lầm gì không, có đông đâm đụng, có ngập nước gì không quý anh chị. Đây, từ những cái tabi, từ những cái anh chị ra tem mạc, từ những keo chỉ này, phải nói là thật sự là một cái mẫu xe. Đây, đây có dính con vít à. Và tiếp tục quý anh chị vô cái phần cốp sâu của em nó thì em Trung đây có camera dè luôn nha. Đấy, khi anh chị mở cái cốp này ra, đằng sau này nó có cái lẫy này. Tất cả mọi chức năng đang đều ok hết quý anh chị à, đẹp không quý anh chị. Này, khi anh chị mở cái cốp này lên, nó có hai cái tì chống đẩy quý anh chị, có hai cái tì chống đẩy luôn. Này, tất cả một cái này, thật sự là một cái mẫu xe dành cho những anh chị nào gọi là dành cho những anh chị số đông, số gọi là số nhỏ thôi, chứ không phải nếu mà để mà số đông thì chắc cũng không có đâu quý anh chị nhỉ. Một cái xe này ngày xưa em nói là mới tính là xe này nhập về Việt Nam tất cả đều toàn bộ là zin đấy quý chị. Anh chị nhìn từng option, nói chung là phải nói rất đẹp luôn. Thì bản thân của em nó ngày xưa mà nhập về Việt Nam mình thì nó lăn quanh đâu đó tầm cỡ khoảng 4 tỷ mấy, 5 tỷ quý anh chị. Nhưng mà bây giờ quý anh chị thật sự là một mẫu xe quá rẻ luôn. Đây quý anh chị, em Trung sẽ quay mở luôn cái phần máy cho cô chú anh chị luôn. Cái máy của em nó thì rất êm đó, và có bảo hành cho cô chú anh chị, lên mọi vấn đề thì chị cũng cần suy nghĩ luôn.
Có sao thì em Trung sẽ quay chi tiết tổng thể cho cô chú anh chị luôn. Đây, khi anh chị mở capo lên này, em nó có hai cái ti chống đẩy luôn nha quý chị nhá. Nên anh chị không cần phải giữ, không cần phải làm gì. Cái xe đẹp hay không từ những cái capo quý chị. Chỉ có Toyota thì mới có cái thương hiệu cái zin quý chị nha. Nó có cái chữ Toyota này, nếu mà anh chị thay capo rồi thì nó không còn cái chữ Toyota này. Tất cả một cái hai bên xung gần của em nó rất đẹp quý chị nhá. Không có cái chuyện mà đâm va xô đẩy quý anh chị. Đây, từ những cái dàn trước của em nó. Cái cỗ máy của em nó đây quý chị. À, rất yêu chưa? Và đặc biệt quý anh chị nha, chiếc xe này thì phải nói là em Trung sẽ hỗ trợ cho quý anh chị 50 triệu quý anh chị nha. Nên là 50 triệu thì chẳng hạn như là anh chị trả dần dần từng tháng. Và coi như là ngân hàng, nhưng ở đây là cái xe này đời này thì anh chị không vay ngân hàng được, nhưng mà em Trung sẽ giống như là làm một cái ngân hàng cho cô chú anh chị góp luôn, chẳng hạn như là anh chị thiếu lại 50 triệu hoặc cho anh chị đưa trước 70% quý anh chị nha. Nên là anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung. Đó, và giá thật sự là siêu hấp dẫn luôn. Đó thì giá bán cho cô chú anh chị xe này thì 285 triệu, và cô chú anh chị hỗ trợ cho cô chú anh chị 50 triệu chẳng hạn như là đang cần tiền, mà gọi là đang cần gọi là một cái xe đi, nhưng kinh tế của mình nó hạn hẹp, hoặc cho cô chú anh chị góp gọi là đưa trước 70% nha. Nên so với cái xe 280 triệu anh chị. Và tiếp tục đây thì đằng bên đây đó, một mẫu xe em này thì UAT này, Nga này anh chị không, phải nói là thật sự là rất đẹp luôn, và giá thật sự là chỉ với 250 triệu vẫn cho cô chú anh chị đưa trước 70% nha. Đời 2016 chỉ với 250 triệu thôi. Máy dầu rất yêu luôn. Thì trên cửa hàng thì cũng còn vài cái mẫu xe, anh chị cứ quan tâm cái mẫu xe nào thì alo chăm chút. Đó, chẳng hạn như là Fortuner này, đó. Mitsubishi này, anh chị được cái hàng cọp. Cọp rồi quý anh chị nha, anh chị nhìn thấy cái nước sơn của em không? Rất đẹp luôn, sơn zin còn khá nhiều quý anh chị nha. Nên là giá bán xe này thì bán cho cô chú anh chị với giá 120 triệu. Nên anh chị đừng có suy bì với lại những cái xe dập xe nát. Tại sao mà hôm vừa rồi em Trung bán xe quý anh chị nhá, cũng có cái xe em Trung bán chỉ có vài chục triệu thôi, không? Đời 2004 chỉ với 75 triệu quý anh chị. Nhưng anh chị đừng suy bì với lại những cái xe này, tại vì thật sự là anh chị đâu, 2004 form mới quý anh chị nha, đèn cột lốp treo, và thật sự cái xe này nó rất đẹp luôn. Nếu anh chị muốn sở thích, muốn đam mê em nó, alo chăm chúc anh chị em. Cái nước sơn anh chị em nhìn rất bóng luôn. Khi mà anh chị nhìn trong hình ảnh, thật sự là nó, khi anh chị ở ngoài nó còn đẹp hơn trong hình ảnh quý anh chị nha. Đó, cái nước sơn của em nó phải nó thật sự là quá đẹp luôn. Đấy, giá bán cho cô chú anh chị 120 triệu. Nên anh chị đừng có xui bì với lại những cái xe mà dập hoặc những cái xe xấu quý anh chị nha. Đây là cái hàng này, là hàng cọp, đâm ra thật sự là mua em Trung mua nó cũng hơi cao. Và đây thì chẳng hạn như anh chị đang cần tìm mẫu xe em này là 9 chỗ ngồi này, Kia Carnival quý anh chị, đời 2004. Rất nhiều anh chị hỏi em Trung là xe này có hết đời hay không. Em nó là 9 chỗ thì không hết đời quý anh chị nha. Đời 2004, số tự động, máy dầu quý anh chị, hàng hiếm khó tìm cho cô chú anh chị. Được cái thì anh chị đâu, từ lỗ mũi này, máy dầu turbo quý anh chị nha. Dòng này thì nó uống xăng, quý anh chị, nó uống dầu thì lăn quanh đâu đó tầm cỡ khoảng 8 lít trên 100 km thôi quý anh chị nha. Nếu anh chị mà chạy cái xe này mà uống hơn nữa, em Trung tặng cho cô chú anh chị cái xe luôn. À, yêu chưa? Nói trên video là cái bằng chứng thật sự, và trên nhiều khi nói chứ bây giờ ăn bậy chứ không thể nào nói bậy được quý anh chị nha. Lên có những cái câu phát ngôn hay là những cái câu gì đó thì em Trung cũng sai, lên là xin lỗi liền. Đấy quý anh chị nha. Đây là tất cả một cái anh chị được cái riêng cái dòng này, nội thất của em nó phải là thật sự là quá rộng rãi luôn. Máy dầu số tự động quý anh chị, rất đẹp luôn, từ những tem mạc keo chỉ phải nói thật sự là đặc biệt quý anh chị nha. Chẳng hạn như là cái dàn ghế đằng sau của em nó, anh chị thấy không? Chẳng hạn như anh chị muốn xoay đằng sau ngược, hay là anh chị lật cái ghế này ra, thật sự là nó giống như là một cái giường anh chị đang ngủ trên này luôn. Đó, một cặp vợ chồng đó, hoặc đứa con lên trên này nằm ngủ rất ok luôn. Đấy, phải nói là thật sự là quá rộng rãi luôn. Đặc biệt em nó là hai cửa lùa quý chị nhá. À, xe rất đẹp luôn. Thật giá chỉ với 265 triệu cho cô chú anh chị một mẫu xe 9 chỗ ngồi quý anh chị nhá. Kia Carnival quý anh chị. Thì anh chị đang thấy đằng trên đây thì cái nước sơn của em nó thì phải nói là thật sự là quá đẹp rồi. Anh chị khi mà anh chị nhìn trong hình ảnh, nó
Tại vì cái video em chung là không có chỉnh sửa, khi mà đưa lên thì anh chị nhìn trong cái hình ảnh của anh chị nhé, ngoài đời thật nó còn đẹp hơn trong hình ảnh nữa của anh chị. Đây, phải nói là thật sự là nước sơn rất yêu dường của anh chị. Giá 265 triệu của anh chị nha. Em này thì 208 đăng ký lần đầu năm 2009 của anh chị nha. À quên, 204 đăng ký lần đầu năm 2009 khi nó nhập về Việt Nam. Tại xe này xe nhập của anh chị nha. Nên là anh chị muốn quan tâm mẫu xe nào trên cửa hàng thì cứ alo cho em Trung. Và tiếp tục đây thì chẳng hạn như anh chị đang cần tìm mẫu xe gầm cao này, đời cao này. Gầm cao lại còn đời cao đúng không quý anh chị? Mitsubishi Pajero Sport của anh chị nha. Rất yêu cho cô chú anh chị, xe này bán cho cô, dành cho cô chú anh chị giá chỉ với 400 này. 400 này quý anh chị, 2016. Đâu, anh chị đâu, nhìn cái sơn rất đẹp luôn. Nội thất của em nó đây quý anh chị. Đây em Trung quay luôn phần nội thất, tại cái xe này em Trung đang đi nó hơi dơ quý anh chị nha. À, nên là thật sự là giá chỉ với 400 thôi, đời 2016 quý anh chị nha. Nên anh chị có cần quan tâm mẫu xe nào trên cửa hàng nữa. Tiếp tục đây thì rất nhiều anh chị hỏi cái mẫu xe 9 chỗ ngồi rẻ tiền đây quý anh chị. Em này là Mercedes quý anh chị này. À, 9 chỗ quý anh chị nha. Đã được vô được cái bi rồi quý anh chị cả. À, bộ bi rất sáng luôn. Đấy, anh chị thấy yêu chưa? Thật sự là phải nói là 9 chỗ ngồi không liên hạn, không hết đời. Quý anh chị rất đẹp luôn. Dành cho cô chú anh chị nào về mà đi chở công nhân hay là lâu lâu mình đi gia đình cũng rất đi chơi, đi cả đại gia đình luôn. Cái xe này phải em Trung phải nói là chở cả đại gia đình quý anh chị nha. Bán cho cô chú ấy, anh chị với cái giá chỉ với 120 củ khoai. 120 củ khoai quý anh chị. Và đây thì chẳng hạn như anh chị đang cần tìm mẫu xe, em này là Toyota này, Vios này quý anh chị này. Đây, lướt sơ một vòng cô chú anh chị luôn. Màu đen, tiếp tục quý anh chị hợp phong thủy màu đen. Alo em Trung luôn. Đời 2005 quý anh chị nhá. Giá thật sự là siêu hấp dẫn luôn, chỉ với nhiều khi nói mà cái câu chuyện mà thật sự là em Trung đã bán rẻ rồi, xả lỗ rồi, anh chị vẫn còn hỏi em Trung là còn bớt nữa không. Thật sự là rẻ hơn thị trường rất nhiều luôn. Em Vios đời 2005 bán cho cô chú anh chị với giá chỉ với 110 triệu quý anh chị. 110 triệu quý anh chị. À, tất cả cái nội thất, tại vì xe này anh em đang đi đâm ra này hơi dơ quý anh chị nha. Đây anh chị đâu, nhìn cái nước sơn của em nó thì anh chị đang thấy phải nói là thật sự là quá đẹp luôn. Đấy, anh chị khi anh chị lên tới tận nơi trải nghiệm em nó quý anh chị nha. Vios đời 2005 bán cho cô chú anh chị với cái giá chỉ với 110 triệu quý anh chị. Thật sự là đây, tiếp tục em Trung sẽ dở luôn cái phần máy và quay luôn cô chú anh chị này. Này, máy tất cả cái thì phải nói là bây giờ ô tô bây giờ quá rẻ lên quý anh chị. Này, nội thất tất cả cái này. Máy thì anh chị cũng cần suy nghĩ là riêng cái dòng Toyota này nó thật sự là nó quá bền đi, lành nữa quý anh chị. Này, đèn tích hợp xi nhan gương này. Đấy, cũng đèn rất yêu luôn. Và đặc biệt quý anh chị, cái cỗ máy của em nó, cái dòng Toyota này thì phải nói là nó bền lặn, tiết kiệm nữa quý anh chị. Đây, phần máy của em nó đây, từ những cái tem mạc anh chị thấy không, yêu chưa, đẹp chưa. Đây, capo đóng bong bong luôn. Thật sự là anh chị muốn quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung, và trên cửa hàng của em Trung thì còn vài cái mẫu xe. Anh chị có quan tâm mẫu xe nào thì chụp hình gửi qua Zalo cho em Trung. Đó thì thôi, cuối video thì em Trung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống quý anh chị nha.